Rồi, ok, xin chào các bác. Thì em vừa hoàn thành xong việc lắp ráp một cái tai nghe earbud. Thì trước đây em cũng có một cái clip mà lắp ráp một cái tai nghe earbud như này rồi. Thì cái tai nghe earbud, cái clip trước ấy, nó là cái trở kháng nó là 150 ohm. Thì cái trở kháng đấy nó hơi bị lớn. Dẫn đến là khi mà sử dụng cái tai nghe đấy thì các bác phải có một cái hệ âm ly nó kéo được cái tai nghe đấy. Thì cái tai nghe này ấy, cái tai nghe lần này ấy, thì nó chỉ có trở kháng tầm 16 ohm thôi. Thế đến là bất kể cái điện thoại nào cũng có thể nghe ổn với nó. Đặc biệt là nếu bác nào sử dụng điện thoại LG ấy, thì nó có cái thêm cái DAC, nó sẽ làm cái việc mà nghe nhạc trở lên nó hay hơn rất là nhiều. Thì tại sao em làm cái tai nghe này ấy? Tại vì trước đây ấy, em cũng có mua một cái tai nghe y chang như vậy. Đây này, tai nghe em sử dụng cách đây khoảng 2-3 tháng rồi. Thì tại vì em thấy nó cái chất lượng âm thanh cho ra của nó rất là hay so với tầm giá 500-600 nghìn ấy. Thì em tìm cho bằng được những cái linh kiện để em làm được cái tai nghe y chang như vậy, mục đích là sẽ có thể đem lại cái giá tiền nó rẻ hơn. Nhưng mà thực ra là khi mà tìm những linh kiện này, cái giá linh kiện nó cũng không hề rẻ tí nào. Và khi mà hoàn thành xong cái tai nghe như này thì cái mức giá của nó lên tầm 500-600 nghìn cơ. Thì so với cái mức giá 500-600 nghìn như vậy thì cái chất lượng nó cho ra ấy, em thấy nó rất đáng để sử dụng các bạn. Tuy nhiên là có nhiều bác không nghe được cái dạng earbud như này này. Các bác sợ nó là khi mà đeo vào tai nó sợ nó không kín tai, nó không nó có nó bị rơi ra ấy. Thì có thể là do tai các bác hơi nhỏ hoặc sao đấy thôi, chứ em đã từng nghe cái tai earbud này và tai in-ear nữa. Thì đối với đôi tai của em ấy, thì khi mà nghe cái in-ear ấy nó cắm sâu vào cái lỗ tai quá, cho nên nó bị nó khá là nhanh bị đau tai ấy. Và nếu mà nghe trong một thời gian dài thì hầu như là không thể nghe được. Nhưng mà đối với cái tai nghe earbud này thì em có thể nghe được trong một thời gian rất là dài luôn. Nhiều khi em đeo 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 đi ngủ ấy, em quên cả cả việc tháo nó ra, nhiều khi ngủ quên để nó trên tai luôn. Thì khi mà các bác ngủ ấy, mà đeo nó vào tai thì khi mà các lăn lộn ở trên giường ấy, nó cũng dễ bị rớt ra thôi, cho nên nó không không bị ảnh hưởng nhiều. Nhưng mà cái đeo cái tai nghe in-ear thì nhiều khi là em thấy nó rất là khó chịu. Đó, thì cái tai nghe này em sẽ làm cái quà tặng cho cuối tháng 12 này cho anh em nào trong hội LG nhé. Và nếu như bác nào mà cần mua cái tai nghe này thì cứ liên lạc với em ở cái số điện thoại trên màn hình nhé. Thì em có bán cái tai nghe này, tại vì em đặt khá là nhiều linh kiện của tai nghe này, tại vì em thấy nó rất xứng đáng so với cái giá tiền đó. Và khi các bác nào mà mua cái tai nghe này thì các bác có thể sẽ có thể là các bác sẽ hiểu được điều đó. Thì hy vọng là các bác sẽ ủng hộ em. Rồi, ok, chào các bác.